Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Food reviewer là từ để chỉ những người làm công việc trải nghiệm ẩm thực và đăng trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram, YouTube và TikTok. Ngày nay thì không hiếm các video với nội dung review, nhưng mà không phải ai cũng là một food reviewer chân chính và khách quan. Lực lượng này có thể là kênh tham khảo có giá trị cho hàng quán, nhưng cũng có thể là ác mộng nếu mà họ cố tình dùng những content bẩn để chơi xấu. Tôi có cơ hội trò chuyện với Thành Nhân, bạn là chủ của kênh Nhân Đi Ăn. Đây là kênh review ăn uống khá là có tiếng với cộng đồng trẻ. Nhân chia sẻ với tôi rằng việc chê hay là bóc food là một hướng đi của nhiều food reviewer hiện tại. Một số bạn cố tình chê để câu view. Họ sẽ cố tình tìm đến những quán đang gây sốt hay là của những người nổi tiếng, mang danh là người đánh giá, nhưng mà thực chất là đến để cố gắng soi mói những điểm không vừa ý. Ngay từ tiêu đề của các video này đã rất là hằn học, chẳng hạn như là sẽ không bao giờ trở lại quán X hay là 5 lý do bạn đừng bỏ tiền để ghé quán Y. Thực ra thì khoảng thời gian đầu vào nghề, Nhân cũng có làm vài video chê để cân bằng với những review khen. Nhưng mà bạn ấy có những tiêu chí để chê sao cho hợp lý. Chẳng hạn là quán ấy phải thực sự đem tới những trải nghiệm vô cùng không xứng đáng, từ món ăn, cách phục vụ, vệ sinh đến những dịch vụ đi kèm như là trong giữ xe. Sẽ có những giới hạn được đặt ra, và nếu đa số các tiêu chí đều vượt quá giới hạn thì đó mới phải chê. Tuy nhiên thì sau khoảng 3 năm vô nghề food reviewer này thì Nhân nói với tôi rằng bạn có xu hướng hạn chế những bài mà nội dung chỉ chê một địa điểm ăn uống nào đó. Nhân nghiệm ra rằng dù clip của mình có chê đúng đến đâu đi nữa cũng chỉ là ý kiến của một cá nhân, không thể đánh giá tổng thể và sâu sắc được. Nhưng mà những ý kiến phiến diện đó của mình đôi khi có thể đạp đổ nồi cơm của nhiều người kinh doanh làm ăn sinh sống. Nói như vậy không phải là mình không chê, nhưng nếu đã xem food reviewer như là một nghề nghiệp thì cả lúc khen hay là lúc chê cũng phải đều có tâm. Quán nào cũng sẽ có những điểm tốt và điểm chưa tốt. Những điểm chưa tốt sẽ được góp ý một cách cầu thị để quán có thể đón nhận và cải thiện. Phần lớn những bài đánh giá bị phản tác dụng, tôi thấy chủ yếu là do họ đã khen chê quá đà hoặc là dùng những từ ngữ thái quá. Thu nhập của các food reviewer phần lớn là từ việc nhận show giới thiệu các nhà hàng quán ăn. Do vậy mà cũng sẽ có một bài toán đặt ra là các food reviewer phải biết cân bằng được việc đánh giá khách quan giữa nhu cầu của thương hiệu bỏ tiền ra, nhưng cũng phải giữ được chất riêng của kênh để có thể tồn tại lâu dài giữa thị trường bao la rộng lớn này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.